đến nghệ đục. Nhìn cây là thấy người, dáng cây là thấy dáng người. Chỗ này mà nắng nó vẫn xiên là xinh rồi. Mai có đi chợ nào mày? Mai chắc là mai không có chợ nào. Có chợ canh mình là chợ cũng quay mà các đồ này đi không mà đấy không mặn đâu. Ừ. Chỗ đây trong đấy dân còn rón rén lắm. Cây này mà em nuôi em lại khoái lấy ngọn ở đây bỏ hết cái mảng này. Nếu mà ý tưởng, nếu mà cái ý tưởng hay. Đúng, nói đúng ý không? Đấy, đây bỏ cái này mà. Đấy. Lùn tịt đâm. Đúng ý đấy mà. Đấy, chỗ này khuyết đi chỗ này tí cho nó đỡ. Có chứ. Đấy. Đúng chỗ này. Chuẩn bài. Đúng người luôn. Đúng vu đấy. Em còn đánh giá cây này cao hơn cái kia. Cái này thì về tỷ lệ ấy thì là tuổi về ấy già bết hơn. Cây kia là do nuôi tốt nên nó mới nhanh được như thế đấy. Chứ vào thời em là nuôi kém thì chắc cây chưa được như thế. Tí nữa các anh em xem cái kia cũng hay lắm. Cây kia tuyệt vời đấy. Suốt ngày sờ mó vào nó thì cũng buồn đâu. Thế tuyền nuôi tuyền hay sờ mó vào nó. Đấy ngày càng nó sống với mình còn hơn cả vợ mình. Bây giờ mà hạn chế lên ngắm ấy thì được. không cứ mình cơ bản mình cứ với cái chỗ nhà em nó chật quá mà để nó lôi thôi ấy là nó khó chịu. Làm nó thế. Quá. Con này thì giá của nó thì ngoài thứ ba em đầy thì giá nó khai sáng nó dài đấy. Lúc thế này nhìn mày nó đã khác nhiều rồi, lật một tí ra đây ra, lật tí ra đây ra, ok. Lại gọn nhẹ không mà. Làm mà, phần này, dĩa cả phần này. Đấy, sau chậu lại nhỏ xinh không? Cái này phải dĩa con này. Đấy, sau cho nó tròn cái thân này đi. Đấy, này, cái này này. Hết nó thì mình được. Đầu tiên là bóc trên này đã, bóc cái miếng này đã. Sau cái chỗ này sẽ mình bóc dần dần. Sau xẻ chỗ này. Làm dần dần cho nó dựa cái. Chưa vội cái là hỏng ngay. Tí cây. Dựa cái là không đắp còn được. Đó. Xem anh đục cái cây này đây. Hai cái phôi rất là đẹp. Tuyệt vời đấy. Đây này, mặt sau của cái phôi điền này vàng ươm. Bảo đang lo tiền để múc cây này, anh em nào mà máu hơn mà xem kịp mà trước khi mà tôi có tiền thì đến múc cây này. Các bác nhé. Đấy, chậu Đồng Nai đẹp rồi. Đây là mặt sau nhé, đây này, anh em vào mặt trước này. Sợ em phốc cho nó vừa nãy nó phốc cho mình khác. Nó cắn nó không đau đâu nhưng mà nó ghê. Nó vừa chiến cho mình một miếng vào chân. Đấy, nở chưa? Siêu nở. Đấy, rất vững chãi đâu. Ba vàng. Xé cổ này phát đục này cũng kinh ấy. Vào đục cái này cũng gọi là máu đấy. Đây là phát nhưng mà liền ôm hết này. Nhìn chỗ này nhìn nó liếc sướng vàng chân quỳ tất nhiên nó còn phát biến nhiều nữa nhưng mà đấy cái chất liệu dữ liệu chân này là tốt này. Sau nuôi đẹp là móng rồng móng phượng hết này. Sau nuôi là móng rồng móng phượng hết này. Tiếng chếch chếch thân thương. À, thế này mà đêm mà đục thì có mà vang cả xóm. Bác nhìn cây này. Cây này chắc cao hoàn thiện cùng lắm là 30 phân này. Gần rồi chưa. Phê đúng không? Tại này làm nó xuống một tí nữa.
Mặt trước này thì ok rồi. Mặt trước thì ok rồi. Thấy vết sẹo này không đáng ngại, nuôi là liền ngay. Điền liền ngay. Nó chỉ cần bo thôi nó đã khác rồi. Đấy, cái mặt sau này chắc phải làm một tí ở đây. À, tôi đang có ý định bỏ cái tay, bỏ hẳn cái tay đi, thoát cái cổ này, sau nuôi lại ngọn ở đây, thì lấy tay ra sau. Đấy, qua có giảm táo bạo chứ không? Thấy hợp lý không? Đấy, cười cây này không chơi thì chơi cái gì? Giá nó hợp lý lắm, anh em thích thì để số anh về cho nhé. Nếu mà múc được trước tôi. Phê như một cái tê. Đứng xa nhìn gấu chưa? Quá gấu. Tín đồ của những cây gấu này. À, ra xem nghệ sĩ triển khai tiếp. Đấy, nhìn vào cái tổng thể là sướng. Cùng lắm thì cho nó một tí đây, bỏ đi một tí này thôi. Tí này thôi. Nhìn tổng thể thích đây. Chơi mặt này, mặt chính này mới thích. Như thế này này. Chơi như này thì sẽ rộng được cái chân cản cái sau ra. Đấy, chơi thế này cũng ok. Như thế này có phải gầm gừ hơn một chút. Thì như thế thì mình lấy cái ngọn này nó sẽ dễ hơn. Thì lấy được cái ngọn này. Nếu mà chơi hơi kéo thì một chút. Đấy. Và nhuyễn sạch, thân sạch sẽ. Nốt được mấy cái dễ này nó đẹp nhỉ. Dễ này chúng ta bỏ đây. Thoáng gọn đây, thằng này đây. Rất là gọn. Mẹ nên bao nhiêu? Đấy, mới chỉ có vừa dọn qua đi. Thằng này là một trình hình đấy. Tí phạt đây. Trình hình đấy. Kịp phạt đây rồi. Còn đây nữa. Là dễ hôm nay. Đấy. Cây nó rất gọn gàng luôn. Lại về cây gần như là mini. Một người khiêng nặng lên cả chậu. Chứ để như... sau con này cô là thì vậy rồi. Thế chứ mà trước đây là hai người khiêng nặng. Giờ thành cây một người khiêng nặng rồi. Đấy. Gỗ cứ đỏ nha. Vàng. Xé cái tay này ra nữa. Sáng tác nghệ thuật thì cứ dần dần. Đấy, chỗ chảy chảy này thì ok rồi. Bếp tiền bệt. Đấy, lại luôn có luôn một cái vai đấy rồi. Nhiều cây, nhiều giá cả, kinh quá nhỉ. Ừ, tiếc quá. Cương có mấy cây nhiều tiền quá. Cương. Sợ cương. Anh em chắc em nó bị bắt lòng cao. Ừ. Cao. Thế. À, bây giờ anh em mà nó kinh tế nó khá đã đành. Bây giờ mình đói bỏ bố mua được cái cây là cố gắng lắm. Mà cứ toàn mấy chục thì sợ lắm. Có thèm nhỏ dãi cũng chịu.
tâm đấy là ấy, đúng lên khoanh vào đến đây đấy. Vừa phải khoanh cổ này nó vừa ngắn rụt mà vừa hợp lý. Sao không để cái này đâu, đây là để thôi là đang đầy mầm nó đầy cho nó lẩy cái điểm chỗ xung quanh đây là mình lấy nó đấy. Tóm lại là mình xác định được cái mặt chính đây rồi, chắc chắn là chỗ này, chỗ khu vực này ép nó vào ra thì được. Còn đâu một nước nữa thì ai mời thì có một cái co tay như cái rễ này này. Đóng cắt rồi. Nó xuống rồi là đóng vào bên ý. Đóng vào đây cả thì coi như là xong cây. Đấy, vừa sinh vừa có chỗ để nhét luôn đây này. Đấy, thấy chưa? Có cái đường ấy ghép rồi. Đấy, có cả khe có cả ấy luôn. Chuẩn bị sẵn cho rồi. Nhét vào là ok luôn. Đấy, có một khẩu nó bằng cái này. Dài ở đây. Ui giời. Quá đẹp luôn. Kiếm ở những cái cây tầng có cái tay của mấy cây tầng bây giờ phá đi là có toàn điên đẹp điên ra tống ngay vào. Đó. Ok đấy. Đấy ông nào múc cây này nhìn thích quá, nhìn thích cây này đúng không? Cây này mà nó đặc nữa thì có mà tiền đít thật với các bạn. Đấy, đây là nhân tạo để xé cái cổ ra đấy, mà bây giờ nuôi tốt nó đã được như thế này rồi, cả bên này cũng vậy. Đấy, các bác nhìn. Đấy. Kết con này. Ok, các bác nhé. Để ra xem tiếp.